Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Kazu của nhóm Double Wish. Bây giờ tôi có số 88 mặc điện chi của một nhà hàng tên là Vương Tích Ngữ 88. Món ăn đặc biệt là Vương Tích Ngữ, nhưng mà mọi người có thể gọi món nhiều loại. Đồng không? Kazu sẽ ăn Vương Tích Ngữ. Vương là rồi và chưa bao giờ nhìn thấy. Cái này là bún thịt nướng. Bún nướng. Bún khô. Ê bóc. Ghế vừa. Ăn ghế nào? Thôi. Dạ. Không phải là cái cần của ghế nào? Dạ. Dạ. Fish shop. Dạ. Nước mắm. Dạ, yeah, nước mắm. Dạ, yeah, yeah. Nè, ớt. À, cái này là... No, no, no. No. Ồ. Lối sống. Dạ, dạ, dạ. Lối sống. Ok. Cố. Thịt, nhiều loại. Chả dầu. Có sữa. Heo. Heo. Giống như là so men. À. Ở đây. Thức mặn. Ngon. Rất ngon. Chất là đối với người Việt Nam. Việt Nam. À, nên. 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 Phải. Đi bảo. Phải sử dụng. Phải sử dụng. Ốc nè. Ốc nhiều. Mình này là trái táo và bắp ong. Nè, ngon. Wow, phần mơ dưới mông. Điều hư đi bãi đi em. Tiếp nướng. Wow, rất mềm, mềm, dễ ăn được. Và hương vị ngon. Chắc là hợp với mọi người thì không có cơ xe. Chắc là dễ ăn được vì không quý ít này, không cứng mà không cay và cũng tốt. Rau nhiều loại nên tốt cho sức khỏe. Ủa sống đi. Bao nhiêu tiền? 35. 35 ngàn. 35 ngàn. Bình thường. Bình thường. Lẻ quá. Không, bình thường. Nhưng mà chỗ này có nhiều thịt và hương cũng có nhiều. Nên mà thật ra là tôi sẽ bao giờ ăn cũng thịt nữa. Lần này là lần đầu tiên nên không biết nhà hàng cách thế nào. Vương Tích Ngữ số 1 là Vương Tích Ngữ 88. Nên mọi người hãy đến nhà hàng này nha. Tôi muốn biết mọi người cảm thấy như thế nào về nhà hàng này. Nếu các bạn thích video này thì bạn thích đăng ký subscribe nha. Các bạn hãy đến nhà hàng đó nhé.